Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, 0348308843. Rồi xem video nhớ bấm vô đăng ký kênh để được thông báo về mấy video mới. Nhớ bấm vô đăng ký và bấm vô cái biểu tượng cái chuông đó để nhận được thông báo. Rồi hôm nay là cái video 130 nha mọi người. Video có mã là 130. Đầu tiên đây, về được một cái cây khoan, cái khoan khoan 10 mm của Mỹ sản xuất. Đây mắc in chủ tay 10 mm, xài điện 100V nha, hàng này xuất Nhật. Đây đảo chiều, đây đây chỉnh tăng tốc mà nó bị lỗi cái là cái này nó bị xét rồi, nó bị hơi xét nên vặn nó không có ra mọi người. Cái đầu này hiện tại nó đang là bị cứng. Mọi người biết cách nào mà xả ra thì lấy ha, bây giờ xả nó ra chứ hiện tại là em vặn nó không nổi. Đây cái đầu này cũng là mắc in dấu tay ha, cái đầu này có đóng tem dấu tay luôn, cái đầu kẹp mũi khoan. Mình test máy chạy thử ha, chạy rất là êm, máy còn rất là mới. Đây ngoại hình nè, rock wheel. Đó, đảo chiều nè. Thông gió rất là tốt. Đây là chỉnh cái tốc độ của nó. Đó, dần vô là nó nhẹ. Nhẹ từ thấp tới cao nè mọi người. À, đảo chiều. Đây có, nó có điều tốc trên cò luôn. Ngọn ga lớn lên nè. Có điều tốc trên cò luôn mọi người. Hết cỡ luôn ha. Rồi hết cỡ nè. Điều tốc nè. Hay đảo chiều. Ok. Công suất nó là 260W, xài điện 100V. Rồi, cái khoan này có mã là 130.1 nha, giá 350.000. Cho mọi người về xả cái đầu này lại ha. Đầu nó hiện tại đang cứng nè, không có mở ra để kẹp mũi khoan được nha. Chú ý giùm ha. Rồi, tiếp theo là một cái búa rất là độc. Búa này hàng chuyên dụng bên, em đoán là bên ngành làm da ha, cho mấy bác làm thủ công handmade làm da. Tại sao nó làm được da? Tại vì nó đây có cái, một là nước xi nó nè, thường bên ngành da nó mới xi bóng như vậy cái đầu búa nè, để khi mà đóng đồ da nó tránh bị dập này kia, hư da. Búa kìm rất là độc. Đây nên kêu bằng nó là nhiều chức năng. Đây có lỗ lục giác nữa. Đây là kẹp kẹp cây đinh mọi người. Đó, mình kẹp cây đinh vô ha. Cây đinh dài hay ngắn mình kẹp rồi đóng xuống. Đóng. Đây là đầu búa. Này nhà, cái búa này nó có thể trượt nè.
bóp vô là giữ đầu búa lại. Đây là kìm ha, đây là mỏ kìm. Còn đây là nhổ đinh, đây chức năng nhổ đinh. Còn đây cắt kẽm mọi người, đây chức năng nữa là cắt kẽm nè. Ở đây có cái dây nhôm 5 ly nè, cắt thử ha. Đó. Rất là độc. Nước xì rất là ok đây. Rồi cái búa này kích thước là 20 ha mọi người. Đây cái đầu búa là 11. Cầm rất là nặng tay, nó rất là nặng. Búa lại kìm ha, kìm đa chức năng. Kìm đa năng đi, gọi nó là kìm đa năng. Rồi, kìm đa năng này có mã là 130.2 ha, giá 400 ngàn. Tiếp theo là cây chỉnh hôm lưỡi cưa. Mở hôm lưỡi cưa. Mở lưỡi cưa mình xài lâu ngày á, nó bị khít lại, mở ra rồi mình mài lại. Phải dùng cái dụng cụ này ha, nó mở ra đều. Có thể điều chỉnh được mili nè. Đó, mở rộng bao nhiêu, điều chỉnh đây. Đó. Xài này rất là tiện ha. Đó. Rồi, cái cây này toàn thân bằng nhôm, xài rất là chắc chắn bền ha. Đây, kích thước này nhỏ gọn 17 cm. Rồi cái mỡ hôm này có mã là 130.3 ha, giá 350 ngàn. Tiếp theo cái dụng cụ này là cái gì em cũng không có biết nữa. Mà thấy nó hay hay. Nè, cái tên nó vậy. Winhot tester gì đó. Có công tắc luôn mọi người. Xài điện 100V ha. Trông rất là lạ. Ở đây cái mũi này giống như mũi hàn vậy. Nè. Mũi nó giống như mũi hàn nhưng mà không có phải. Đó, nó là như vậy. Trong nè. Rồi vặn cái này ra luôn nè. Đây. Ruột nó như vậy nha mọi người. Đây. Cái gì 400V rồi con tụ. Còn mới nguyên à. À, và đồng vàng ống luôn. Còn nguyên. Ở đây nó có một cái công tắc. Đây vặn cái này ra nó sẽ nới cái công tắc nó lên. Nó cắt điện ra. À, nó xả điện ra. Vặn xuống rồi nó sẽ ăn điện. Rồi cái này không phải chuyên ngành, không gành, không biết cái này luôn mọi người. Giống như nó đo điện hay gì đó. Đo điện, nghĩ vậy. Nhưng mà không biết đo bằng cách nào. Đây, dây điện nguyên zin đó nè. Nói chung mọi người sử dụng cái này thì liên hệ ha. Cái này giá là 300 ngàn nha mọi người. Mã là 130.4, 300 ngàn. Đây, của Nhật luôn ha, Nhật sản xuất. Rồi, tiếp theo về một cái bào. Đây cái bào gỗ rất là đẹp của Toshiba. Lưỡi 82mm. Nặng 1,7 kg ha. Ở đây là độ sâu nè, bào sâu 0.6mm nè. 0 đến 0.6 điều chỉnh được. Đó. Đây là cái bào. Cái dây đó như nó xài rồi nó bị phạm cái dây nè, nên nó quấn bằng keo lại mọi người. Còn ngoại hình con này thì rất đẹp đây. Máy còn khá đẹp. Đẹp lắm. Còn cái lưỡi sơ cua heo luôn nè, chưa sử dụng. Hai lưỡi nè. Bộ lưỡi sơ cua nè. Nó đang xài bộ lưỡi heo máy. Nè.
đang xài bộ lưỡi này, chạy rất là êm, motor chạy rất êm, thoải mái, nó còn khá là mới. Đây nó là 20.000 dòng lưỡi 82, công suất là 450W, điện 100V nha mọi người, đây điện 100V. Cắm thử. Đó, rất là êm. Rồi, cái bộ vào này mình bỏ nó chỉ vô. Bộ vào gỗ của Toshiba của Japan nha mọi người, Toshiba Nhật, điện 100V ha. Hèn nó đi Nhật. Có mã là 130.5 nha, giá 700.000. Tiếp theo đây, con dao này cho bác này sưu tầm hàng dao thủ công Nhật ha. Đây nó khắc chữ lên rất đẹp, nó bị lỗi nhỏ nè, bị nó chặt trúng cái gì, trúng sắt thép gì đó, nó cong nó bị mẻ tí rồi. Cán rất là đẹp luôn, cán bằng sừng bọc nhôm, chốt đồng thau ha, chốt đồng. Đây kích thước nó là 26cm nha, cái lưỡi nè, độ dày sọc, độ dày này cỡ 5mm ha mọi người. Rồi con dao này có mã 130.6, giá sập bán là 650.000 mọi người. Rồi tiếp theo bán 3 món này, bán chung 3 món này. Cái này giống như cái cạp, cạp bonsai ha, mình là dùng làm cạp bonsai mini được. Cây mini nó rất là ok, nó lõm vô nè. Của Shinwa. Đây Shikwada, tôi nghĩ nó là Shikwada Nhật nha mọi người. Đây một cái kéo cũng có hàng Nhật, kéo tỉa còn rất là bén, lưỡi còn bén lắm, chốt đồng luôn. Còn cây này cũng mới nguyên, chưa sử dụng mà nó bị cấn lên gì, nó mẻ hết mấy răng rồi nè, mẻ hết 1, 2, 3 cái răng ha mọi người. Đây nó rảy hết 3 răng rồi, chung mới quen nè, giờ mình xài để nhổ cỏ đồ mày bà cũng được, thì cỏ rất là tốt. Cái liềm. Rồi 3 món bán chung nha mọi người, 3 món có mã là 130.7 ha, giá 350.000. Tiếp theo cái vòi xịt gió, vòi hỏa gió của Kurita. Đây Kurita của Nhật. Cái này rất là nhạy mọi người, cái chốt cái cò này xài rất là sướng, nhịp nhẹ là nó ra hơi ha, hơi này rất mạnh luôn nha. Cái dòng này súng này rất là ra hơi rất là mạnh. Em thử qua cũng nhiều loại súng mà, thấy con này ra hơi rất là mạnh. Đây cái đầu là vô ống nó nằm trên ha, này treo súng lên như vậy. Thường mấy mọi người mà xài cái loại rulo mà ở trên trần á, xài cái súng này nó thích hợp. Tại cái dây nó chèn từ trên xuống dưới á, đó mình cầm vậy nè. Còn bình thường cái vòi kia nó súng nó chèn đây dưới cong lên, cái này chèn thẳng xuống, cầm nó nhẹ hơn. Rồi cái thước này nè, cái vòi nó dài nè, tổng dài là 20 mọi người. Rồi cây Kurita này có mã 130.8 ha, giá 250.000. Rồi em giới thiệu mấy cái bộ bánh xe hàng SK. Đây bộ nhỏ mọi người, nhỏ em về cũng bộ nhỏ với bộ lớn. Đây một bộ là 4 cái ha, xài bạc đạn hết rồi, 1, 2, 3 cái bạc đạn rất là chắc chắn, có khóa luôn. Bộ 4 cái là em bán là 2 cái khóa, 2 cái không khóa mọi người. Đây không có khóa nè, vô bộ 4 cái mình vô kệ này kia,
Cái này nó tải được tầm 150 kg mọi người. Cái bộ nhỏ này tải 150 kg ha. Để xuống đây em đo kích thước, tổng chiều cao nó là 75 mm, bánh này là 30 mm, xin lỗi, bánh nhỏ này là 25 mm ha, bánh này mới 30. Rồi cái lỗ ốc nè, đo lỗ ốc luôn đó cho mọi người dễ coi phù hợp thì vô kệ ha. Rồi bộ này có mã là 1399, 250 ngàn 4 cái. Tiếp theo là bộ lớn mọi người, bộ bánh lớn, bánh đỏ. Cũng là xài bạc đạn, rất là im. 1, 2, 3, 3 bạc đạn. Bánh cũng là SK luôn. Đây tổng chiều cao nó 13 cm. Bánh này là 30 30 mm. Rồi lỗ ốc nè, có khóa luôn, bộ là 4 cái, 2 cái khóa, 2 cái không khóa ha. Rồi giá là 130.10, 500 ngàn bộ này nha mọi người, bộ lớn. Rồi em kết thúc video ở đây, cảm ơn mọi người đã theo dõi, ủng hộ, hẹn gặp lại.